Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 263 của bộ truyện Cầu Ma Tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là Bao nhiêu luân hồi đạo vô nhai Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Tô Minh à, đã rời khỏi cái không gian của chứng đạo thụ rồi à, Quay trở về Thất Người Tông thì mới hay là lúc trước đây hơn ba gần ba gần 3, ngàn năm trước lúc tụi minh bị uh, uh, gì, bị dời đến cái không gian mà của chứng đạo thủ đó thì ở ngoài này thất nguyệt tông đã bị nhất đạo tông đánh cho gần như tàn phế 13 trưởng lão mà đánh chết hết còn có ba người uh, mà bị thương nặng nữa sau đó thì tụi minh phải nói một câu là đi nợ máu trả bằng máu rồi uh, hắn đến nhất đạo tông để trả thù nhưng mà trước khi đến nhất đạo tông thì hắn có ghé thăm qua cái uh, nơi mộng sư phụ trẻ củi của hắn nữa nhưng mà không còn ổng ở đó nữa chắc có lẽ là ở hơn ngàn năm trước uh, trong cái cuộc mà tranh đoạt giữa uh, ba cái cường giả mạnh nhất uh, cái cổ tán quốc này uh, thì thất bại hay sao đó <laughs> sau đó thì tu minh đến cái cổ nhất đạo tông để trả thù ra tay giết ba tên đại đạo tôn nhưng mà bị quy tắc của cổ tán quốc này uh, ngăn cản là do đại đạo tôn sẽ không giết được đại đạo tôn với nhau nhưng mà ở đoạn cuối tập hôm qua Tụi mình đã phá vỡ được cái rào cản, được cái quy tắc này Để ra tay giết ba đại đạo tôn này thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha Thì ở tập này Lách xin nói hơi dài xíu là tập ngày hôm nay à, Hai tập ngày hôm nay là hai tập cuối cùng của bộ truyện cầu ma Ngày mai thì Lách sẽ ốp một ngày Lách về quê Rồi ngày mốt Lách bắt đầu đọc cái bộ truyện mới ở cái kênh Lách Radio Bộ Tru Tiên thì mọi người đón theo dõi nha Mọi người mong mọi người ủng hộ tiếp cho Lát nha Rồi bây giờ thì chúng ta nghe chuyện nha Xin cảm ơn tất cả mọi người mắt dương vô thần là đại đạo tôn của nhất đạo tông là cường giả đỉnh cao trong cổ tán quốc truyền thừa đạo khí vận gã không ngờ có một ngày sẽ chết xích dương tuân theo thuật khí vận bây giờ khí vận của nhất đạo tông hưng thịnh khí vận của gã sẽ không xuất hiện mệnh tổn cho nên tù mình xuất hiện tuy xích dương để ý lại chưa từng cảm thấy nguy hiểm tính mạng xích dương tin khí vận gã cho rằng mình không có nguy hiểm sẽ chết được gã tin rằng không ai phá được khí vận quy tắc của cổ tán đại đế loại tự tin này đã kết thúc kết thúc khi ngón tay phải của tu minh phá vỡ quy tắc cổ tán đại đế xuyên thấu qua vách tường bán trong suốt điểm vào trán của xích dương một chỉ này phá vỡ hư vô là quy tắc như xuyên thấu năm tháng ấn vào trán xích dương trong ngón tay của tu minh có nhánh cây chứng đạo cổ thụ khoảnh khắc xâm nhập vào người của xích dương vậy lát lan tràn. khi tu minh nhấc ngón tay phải lên trong thân thể xích dương bình thường nhưng bên trong đã bị vô số nhánh cây thay thế đạo tiêu thần tán. Một đại đạo tôn đã chết, thân thể rớt xuống đất, đôi mắt chất chứa không cam lòng, nhưng sâu bên trong tồn tại khó tin trước khi chết. Xích Dương thực sự là khó tin, bởi vì từ xưa đến nay, gã là đại đạo tôn thứ nhất, bị đại đạo tôn không phải cửu trọng đạo thần giết chết. Cái chết này đánh vỡ quy tắc của cổ tán quốc. Bạch Lộc, Sâm Mộc cảm thấy tương đương với lây động khí vận cổ tán quốc. Sâm Mộc Bạch Lộc rung động nhìn xích dương rơi xuống, tinh thần chấn động biến sắc mặt, hai con người co rút trầm trọng hơn lúc trước nhìn Tu Minh nhiều. Tu Minh biểu tình bình tĩnh, xoay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Lộc. Người tiếp theo là ngươi. Lời thốt ra, tim Bạch Lộc rớt cái bịch, cảm giác chết chóc chưa từng có tràn ngập trong lòng. Bạch Lộc lập tức lùi ra sau, vùng tay phải trước mặt, một cái trống trận to lớn xuất hiện trước mặt của Bạch Lộc trống trận màu tím đen vừa xuất hiện liền phát ra khí thế ngập trời tan thương cảm giác thiên địa nặng nề tràn ngập trong thế giới nhất đạo tông khi trống trận xuất hiện bạch lộc vội vã nói với sâm mộc sâm mộc nếu hai chúng ta không chống hết sức thì hôm nay là kiếp của chúng ta khi thanh âm vang lên tay phải của bạch lộc lập tức vỗ xuống trống trận to lớn tiếng nổ ầm ầm khó tán kinh thiên động địa đệ tử nhất đạo tông bên dưới mặt đỏ gức cùng khoanh chân ngồi dù là tu sĩ gì cũng đều ngồi xếp bằng, từ đỉnh đầu xuất hiện từng tơ máu. Đây mới là thượng thông thực sự của Bạch Lộc, thuộc pháp của Bạch Lộc thiên biến vạn hóa, nhưng trung tâm vẫn là khí vận. Chẳng qua thuộc khí vận thi triển trong tay gã có thể vận chuyển khí vận bản mệnh của toàn bộ tu sĩ nhất đạo tông. Sẽ tơ đỏ như vận mệnh của mỗi người lan tràn trong không khí. Giữa không trung, hai tay bạch Lộc bấm pháp quyết, các sợi tơ ngưng tụ lại hóa thành một người đỏ máu thân hình ấy tỏa ra từng lực lượng khủng bố như phương thân của bạch lộc gã khống chế nó Giữa phút này thân thể kia ngẩng đầu lên toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ màu máu rực rỡ vạn mét hóa thành cầu vồng lao hướng tô minh cùng lúc đó ánh mắt của sâm mộc đại đạo tôn lộ ra kiên quyết giữa phút này khi xích dương chết thì cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập trong lòng của sâm mộc có thể nói là đã tới phút sinh tử sâm mộc bạch lộc không thể đối kháng lại Tu Minh Thì hôm nay hai người sẽ cùng nhau Có kết cuộc giống như xích dương Tu hành nhiều năm từ nay tan biến Cảnh giới Đại Đạo Tôn không còn Sinh mệnh leo lét Không còn tồn tại trong thế gian Sâm mộc Đại Đạo Tôn không thể chấp nhận Cái chuyện như vậy được Khi bóng đỏ lao hướng Tu Minh Thì sâm mộc Đại Đạo Tôn hít sâu Dưa tay phải lên ứng cái trắng Dụng sâm mộc Đại Đạo Tôn vang vọng Dài chục kỷ ta tu hành Hóa thành muôn đời luân hồi Mở lực lượng 30 kiếp luân hồi. Người sâm mộc đại đạo tôn phát ra tiếng nổ, thanh âm quanh quẩn. Xung quanh gã xuất hiện 29 ảo ảnh, những thân hình có nam có nữ, có hình dạng khác nhau, nhưng đại khái nhìn ra hùng của họ giống nhau, đều là sâm mộc. Mấy năm sâm mộc đại đạo tôn tu luyện dựa theo đạo khí vận đặc biệt đi trên con đường riêng, đó là con đường luân hồi. Muôn đời luân hồi bị sâm mộc đại đạo tôn liên tục áp chế, thành phong ứng trói buộc gã, Giờ phút này, sâm mộc đại đạo tôn mở ra ba phần, bởi vì không thể lập tức giải phóng ra hết được. Nếu không tinh thần của gã sa thác loạn, chỉ có thể dừng mở phong ấn ra. Hiện giờ một hơi mở ra ba phần đã là cực hạn trong thời gian ngắn của sâm mộc rồi. Bao gồm thân thể sâm mộc đại đạo tôn, 30 ảo ảnh tràn ngập trong thiên địa, khí thế ngút trời kinh thiên động địa. Sâm mộc nhúc nhích như có 30 người cùng cất bước lao nhanh hướng tu minh, vòng quanh hắn hình thành trận pháp Sầm Mộc lên tiếng. 30 kiếp luân hồi, quay đầu trước kia, đầy tan thương. Giống như có 30 người cùng lên tiếng, thanh âm ngưng tụ lại, chẳng những không có cảm giác sống âm mà như tiếng rì rầm quanh quẩn, hình thành trận pháp vòng xoáy luân hồi. Trong trận pháp là tu minh, và cái cầu vòng màu đỏ đang lao hướng ngắn. Bên ngoài trận luân hồi, cùng với thuật pháp thường thông của Bạch Lộc lại có ba bóng đỏ do tơ máu khí vận của các đệ tử nhất đạo tông tổ thành xuất hiện, xuyên thấu mà xông hướng tu Minh. Vẻ mặt tu Minh bình tĩnh nhìn tất cả, hờ hững. Trận luân hồi xoay tròn, bóng đỏ tới gần, tu Minh khép mắt lại. Khi nhắm mắt, trong lòng tu Minh hiện ra đức man tộc, hiện ra man thường ca. Khi mở mắt ra, tu Minh há mồm phát ra man thường rống. <laughs> Tiếng rống khó tả phát ra, người tu minh bùng nổ khí thế ngập trời, giống như là thanh âm mãnh liệt đến cực hình thành không gian tan vỡ. Trong tan vỡ, sau lưng tu minh xuất hiện ảo ảnh đức man tộc. Man thượng rống, đức man tộc có man thượng, một tiếng rống chấn bát hoang, mà giờ phút này tu minh phát ra man thượng rống là mãnh liệt nhất trong các đời man thường từ xưa đến nay. Bởi vì tu minh chẳng những là man thượng đời thứ tư, hắn còn là man thượng mạnh nhất nữa. Giờ phút này sống gợn quanh quẩn, sau lưng tu minh xuất hiện thế giới man tộc, dù là hư ảo nhưng mà tràn ngập hơi thở man tộc, chớp mắt buông xuống cổ tán quốc, lan tràn. tu mình gào thét, hình thành sóng âm khuếch tán, thần thông của bạch lộc ngưng tụ ba bóng đỏ đứng mũi chịu sào. Mới đến gần tu minh đã bị man thần rống trùng kích. Tiếng nổ kinh thiên động địa, man thần rống của tu minh chẳng những huyển hóa ra ảnh đất man tộc, trên đất man tộc mơ hồ như có hồn man tộc nhiều vô số kể. Hồn man tộc gào thét cùng man thần của họ Đức nhất Đạo tông tan vỡ, ba pho tượng to lớn phía xa có một càng nhiều khe nứt hơn. Trong khoảnh khắc pho tượng vỡ nát, ba pho tượng sừng sững trong nhất Đạo tông bao nhiêu năm qua, bây giờ chỉ còn lại hai cái. Pho tượng tan vỡ, mặt đất đầy vết nứt, bầu trời tràn ngập khe hở, thế giới nhất Đạo tông sắp tận thế. Mấy bóng đỏ như bị cuồng phong quét qua vỡ tan trước mặt tu minh, trận luân hồi ngưng tụ 30 kiếp của sâm mộc đại đạo Tông cũng tan vỡ, tán loạn theo tiếng rống của tu minh. Nhìn từ xa, hư vô nơi tụi mình ở như biến thành cái hố đen to lớn. Nhưng hố đen không phát ra lực hút mà là tiếng nổ trùng kích. Trùng kích càng quét tám hướng. Tụi mình đạp bước tới trước, hắn đi ra hố đen do tiếng nổ hình thành. Bước thứ hai nâng lên đạp xuống, tụi mình đã đứng trước mặt Bạch Lộc ở phía xa. Khi tụi mình xuất hiện, Bạch Lộc liền biến sắc mặt, tay phải lập tức dơ lên vỗ xuống trống trận. Tiếng văng vẳng, đỉnh độ các đệ tử nhất đạo tông bên dưới sinh ra nhiều tơ máu, không trung sinh đạo Tiếng gầm của bạch lộc như chứa quy tắc nào đó Những tơ máu bên dưới cùng bay lên vòng quanh tu minh Từng sợi liên tiếp lại Nhìn từ xa như hình thành tiếng xích bao quanh tu minh Tu minh biểu tình bình tĩnh Bước ra bước thứ ba Thân thể đụng vào tơ máu Tiếng nổ lại vang vẳng Những tơ máu tan vỡ Không thể ngăn cản tu minh chút nào Tu minh đạp xuống bước thứ ba đã cách trống trận gần bạch lộc chưa đến 10 mét. Ba bước như đạp trời, tốc độ cực nhanh, xâm một đại đạo tôn không kịp lao tới. Khi thế từng người tu minh như thay thế bầu trời, trở thành ý chí chúa tể của thế giới này. Tu minh đi tới kinh thiên động địa. Tu minh không nói nhiều, xuất hiện cách trống trận bên cạnh bạch lộc 10 mét. Hắn giơ tay phải lên mà chỉ đằng trước. Cái chỉ này ngưng tụ bốn ý chí của hắn, ngưng tụ toàn bộ tu vi, ngưng tụ hết lực lượng của chứng đạo cổ thụ trên người tu minh. Giống như một chỉ đã giết xích dương giờ lại phát triển, tinh thần bạch lộc rúng động con người co rút lòng tràn ngập nguy hiểm tính mạng chúng sinh nhất dẫn đạo con người bạch lộc co rút tóc không gió tự bay hai tay ấn pháp quyết chợt dơi lên nhấn vào cái trống trận cái trống quay giữa không trung đứng thẳng phát ra tiếng bùm bùm thanh âm kia vang vọng dấy lên sóng gợn sóng gợn xuất hiện liền biến thành màu đỏ như nhuộm thế giới thành huyết hải giọng của bạch lộc lại vang vọng trong thiên địa Trung sinh có tội trầm luân trong huyết hải Không giữ hết tội nghiệp như chóc sẽ trông dù trong huyết hải Đời đời kiếp kiếp Cực khổ trầm luân không thể giải thoát Mắt bạch lục chớp lóe ánh sáng yêu dị Lời thúc khỏi môi Tay phải thành nắm đấm Đánh vào trống trận Mắt đầy tư máu Như chìm trong điên cuồng Dạ Trống trận vỡ ra giữa không trung Cả thế giới xảy ra biến đổi nghiêng trời Bầu trời thành màu đỏ Mặt đất biến mất thay vào đó là biển máu. Hước hải không có giới hạn, cuồn cuộn như muốn nuốt trời. Biển máu, trời đỏ trong phút chốc thay thế thiên địa trước kia, phong ứng tu minh vào trong. Huyết hải gầm rống, sống ngập trời, có mưa máu rơi, cả thế giới trừ một màu đỏ ra không còn màu sắc nào khác. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy xoay nhanh, Vậy lát sau biển như tăng lượng nước, từ từ gần với trời. Lực lượng tu vi hùng hùng tràn ngập thiên địa hóa thành vòng xoáy, thành bầu trời, thành huyết hải, ngưng tụ lại ập hướng tu minh. Trong một giây chẳng những mặt biển xuất hiện vòng xoáy, bầu trời đỏ cũng có vòng xoáy. Hai vòng xoáy xuất hiện như rồng hút nước. Biển và trời nối liền hình thành bão tố. Vòng xoáy bão tố vang tiếng nổ điếc tai, chuyển động giấy lên huyết hải cuốn lấy vô số nước mưa đỏ. Mấy giây sau, nó thay thế bầu trời và huyết hải, hùng dũng ập hướng tu Minh. Khi thế diệt sát chúng sinh đến gần. tu Minh nhìn gió lốc thay thế bầu trời đỏ hình thành giữa huyết hải và trời nối liền nhau. Biểu tình bình tĩnh, không lùi bước mà đạp tới trước. Tụ mình giơ tay phải chỉ lên trời, tay trái ứng xuống đất, mị mắt khép lại, tốc tụ mình không gió tự bay. Bão tố trời biển ngập màu máu ầm ầm lao đến, nhìn từ xa bão tố trời biển to lớn như người khổng lồ man hoang. Tụ mình ở trước mặt nó nhỏ bé như con kiến vậy. Nhưng khi bão tố trời biển đánh tới tụ mình, muốn nuốt hắn vào trong thì Tu mình chợt mở mắt ra. Khi tụ mình mở mắt, tay phải hạ xuống, tay trái nâng lên đẩy tới trước, nhập vào bảo tố bàn bạc. Mắt tu Minh lóe tia sáng, hai tay ở trong gió lốc xé ra hai bên, như xé thiên địa, xé hư vô, xé rách vận mệnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa, bảo tố trời biển bị xé ra trước mặt tu minh, vàng tiếng nổ điếc tai quanh quẩn, bảo tố bị xé làm đôi. Gió lốc bị xé, bầu trời tan vỡ, huyết hải vỡ nát, thế giới trong chớp mắt tan vỡ theo đôi tay tu minh xé. Thế giới tan vỡ, màu đỏ rút đi, tu minh vẫn ở trong nhất đạo tông, Xung quanh hắn là mảnh vụn trống trận, bạch lộc ở bên ngoài mảnh vỡ, hộc máu thụt lùi, ánh mắt âm trầm. Thế giới đỏ lúc trước thực ra là thượng thông thuộc pháp hình thành khi trống trận tan vỡ. Giờ thuộc pháp thượng thông bị vỡ rồi, tu minh lập tức bước ra một bước. Ý muốn giết bạch lộc chưa từng giảm bớt. Tu minh đến gần, xuyên qua khu vực trống trận tan vỡ, xuất hiện ở trước mặt của bạch lộc. Một chỉ tay phải của tu minh đến gần, lao hướng tráng bạch lộc mặt trắng bệch. đạo dạ? trận bạch lộc lau nhanh ra sau phát ra tiếng rít thê lưng giây phút sinh tử trừ an toàn của mình lão không thèm để ý tính mạng của người khác nữa xâm mộc đại đạo tung từ xa lâu tới chợt khựng bước trong mắt lộ ra bi thương bỗng nhìn xuống dưới xâm mộc thấy đệ tử nhất đạo tông trong chớp mắt này có gần ba phần mấy bạn tu sĩ người rung lên thân thể nhanh chóng héo tàn đỉnh đầu sinh ra tơ máu đậm đặc cái chết của bọn họ hình thành pho tượng đỏ lớn trước mặt bạch lộc pho tượng kia cách trở tu minh và bạch lộc tựa như vách tường muốn cản một chỉ của hắn vậy tu minh biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt nói phá ngón trỏ tay phải của tu minh đụng vào pho tượng pho tượng kia trực tiếp tan vỡ khi pho tượng kia vỡ thì lại có ba phần đệ tử nhất đạo tông toàn thân héo rút phát ra tiếng hét thây lương sinh ra nhiều tơ máu hợp thành pho tượng thứ hai trước mắt bạch lộc mắt của sâm một đại đạo tôn đỏ ngầu nhìn chăm chăm bạch lộc Bạch Lộc, ngươi muốn làm gì? Mặt của Bạch Lộc điên cuồng, thanh âm vang dội. Lão Phu còn thì Nhất Đạo Tông còn. Bọn họ chết vì Lão Phu là mệnh khí của bọn họ. Đệ tử Nhất Đạo Tông còn sót lại, dù có tu vi gì đều lập tức héo rút. Tiếng hét ngập trời, trước mặt Tô Minh hình thành pho tượng thứ ba. Hai pho tượng làm bình chứng ngăn cách, Bạch Lộc tốt tay bù xù. Thân thể hóa thành sương mù không hình thể lao hướng Tô Minh. Nếu hôm nay ngươi đã muốn giết ta Hôm nay không phải ngươi chết Thì ta dông Bạch Lộc bùng nổ tu vi Cả thế giới như đứng lặng Chỉ có tiếng nổ là vẫn vang vọng Khi thanh âm biến mất Thời gian lại trôi qua Thì tay phải của tu minh đã chạm vào pho tượng thứ hai Sau khi pho tượng thứ hai tan vỡ Xuyên thấu qua pho tượng thứ ba Chỉ điểm vào hư vô Một chỉ rơi xuống Hư vô tu minh chạm vào dần xuất hiện sương mù Sương ngưng tụ thân hình chính là Bạch Lộc mắt bạch lục tràn ngập không cam lùng, trên trán là biển ngón tay tu minh đâm thủng. bạch lục đã chết, giống như xích dương, đạo tiêu thường tán, từ nay không tồn tại trên nhân gian. mắt bạch lục trống rỗng, trong nhất đạo tông còn lại hai pho tượng, lại có một cái tan vỡ. cùng với pho tượng tan vỡ, thế giới đất trung núi chuyển, đệ tử nhất đạo tông bên dưới ngã trái ngã phải bọn họ vốn đã bị bạch lộc rút hùng khí vận giờ chỉ còn lại thân thể cùng với đất trung núi chuyển bọn họ hóa thành tro bụi nguyên nhất đạo tông giờ chỉ còn mỗi mình xăm một đại đạo tôn xăm một đại đạo tôn cô độc đứng ở giữa không trung yên lặng nhìn mọi thứ mặt lộ ra bi thương và bức đắc dĩ tu minh cường đại liên tục đánh chết bạch lộc xích dương đã lộ rõ thân phận của một số người cửu trọng đạo thần đó là sự mạnh mẽ phức lựa quy tắc của cổ tán đại đế giết đại đạo tôn cung cấp khiến cho sâm mộc đại đạo tôn chỉ biết cay đắng nhất đạo tôn gặp kiếp nạn này là dẫn số vậy thì sâm mộc ta sống một mình có ý nghĩa gì sâm mộc đại đạo tôn đứng ở giữa không trung nhìn tô minh thì lương cười giơ tay phải bấm pháp quyết ứng vào tráng người sâm mộc đại đạo tôn phát ra tiếng nổ hư vô vạn vẹo xuất hiện gần trăm cái bóng nam nữ những cái bóng này là muôn đời luân hồi của sâm mộc đại đạo tôn thân muôn đời luân hồi bị xâm mộc giải phóng ra hết vòng quanh gã như phân thân trong biểu tình của mỗi thân luân hồi khác nhau những cái thân luân hồi vây quanh xâm mộc từ mờ nhạt biến rõ ràng từ rõ ràng biến thành sinh động như thực mắt xâm mộc đại đạo tung tràn ngập bi thương gã hóa thành cầu vòng lao hướng tu minh trăm bóng người bên cạnh sâm mộc đại đạo tung cũng lao theo trên người xâm mộc đại đạo tung tràn ngập ý muốn chết gã là đại đạo tung của nhất đạo tông nhất đạo tông đã như vậy rồi Giống Sâm Mộc đã nói, gã sống một mình làm gì nữa? Sâm Mộc không muốn sống thừa, cũng biết Tô Minh sẽ không tha cho gã. Nếu như vậy thì cùng chết chung với Tông Môn cho rồi. Dù hình thường điều diệt, dù là đạo tiêu thần tán, cũng có Tông Môn làm bạn. Sâm Mộc muốn chết, hóa thành cầu vồng, mang theo thân luân hồi muôn kiếp xé gió lầu hướng Tô Minh. Sâm Mộc đến gần Tô Minh, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, chậm rãi giơ tay phải lên, từng luân sáng đen phát ra từ con mắt thứ ba ngưng tụ vào tay phải. Tay phải của Tu Minh chậm rãi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đen ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh vỡ quy tắc của cổ tán đại đế. Tu Minh thấy ra xăm một đại đạo tôn muốn chết. Nếu đối phương đã chọn như vậy thì hắn thành toàn. Lòng quyết tâm giết nhất đạo tông của Tu Minh rất ít có chuyện gì thay đổi được. Nhưng mà khi Tu Minh giơ tay phải lên, con người chợt coi rút. Nhìn một trong các ảnh luân hồi quay quanh xăm một đại đạo tôn. Đó là một người đàn ông. Một người đàn ông như hoa, bộ dạng tuấn tú, kiêu cường, đó là nhị sư huynh lòng tiêu diệt nhất đạo tông của tu minh rất hiếm bị thay đổi nhị sư huynh xem như là một trong các ngoại lệ khi thấy rõ thân muôn đời của sâm mộc đại đạo tung thì lòng tu minh hiện lên hồi ức ký ức cùng nhị sư huynh xẹt qua trong đầu tu minh hắn yên lặng nhìn thân hình nhị sư huynh cuối cùng nhìn hướng sâm mộc đại đạo tung tu minh nhìn sâm mộc đại đạo tung dần dần dung hợp hai người thành một tu minh thở dài ánh sáng đèn chói mắt trên tay phải dừng tắt tay buông xuống tiêu tán thần thông tô minh xoay người đi xa vàng tiếng nổ điếc tai sâm một đại đạo tôn biến thành cầu vồng cùng thân luân hồi muôn kiếp đáp xuống chỗ lúc trước tô minh đã đứng chấn động hư vô lay động không gian sóng gợn lăng tăng sâm một đại đạo tôn ngẩng đầu nhìn tô minh dần khuất xa sâm một đại đạo tôn hỏi tại sao thanh âm thi lương vang lên sâm một đại đạo tôn không tìm được lý do mà tại sao tô minh không giết gã lúc trước tụi minh đến đã nói rõ là muốn hủy diệt nhất đạo tông. sâm mộc đại đạo tôn là một trong ba đại đạo tôn của nhất đạo tông, hiển nhiên nằm trong danh sách tiêu diệt của tu minh nhưng giây trước tu minh đã dơ lên tay phải rồi ngưng tụ thường thông rồi nhưng mà lại không hiểu tại sao khi mà nhìn sâm mộc đại đạo tôn thì buông tiếng thở dài từ bỏ ra tay lựa chọn rời đi sâm mộc không hiểu giọng của sâm mộc lại hỏi tại sao Lần này không phải mỗi mình sâm mộc đại đạo tôn hỏi mà các thân luân hồi muôn kiếp cùng lên tiếng. Thanh âm hình thành sóng âm truyền tám hướng rơi vào tai tu minh. Tu minh không để ý thanh âm của sâm mộc, làm như không nghe thấy. Nhưng bây giờ trong sóng âm hắn nghe một giọng nói quen thuộc, thuộc về nhị sư huynh. Thanh âm đó vang lên làm tu minh dừng bước. Bởi vì người là quá khứ mà ta không muốn dứt bỏ. Giọng tu minh chất chứa ưu phiền, tan thương của tán bốn phương tám hướng. Bóng dáng tu minh dần đi xa, mãi khi biến mất trong thế giới nhất đạo tông. sâm một đại đạo tôn ngơ ngác đứng, giọng tu minh còn vang bên tay, nhưng mà gã không hiểu ẩn ý trong câu nói. Vốn sâm một đại đạo tôn nên không hiểu, nhưng mà nghe tu minh nói xong, dường như gã đã hiểu ra điều gì. Muốn cẩn thận tìm kiếm rồi lại không chạm vào được. Loại cảm giác này khiến sâm một đại đạo tôn mờ mịt, yên lặng trong thế giới nhất đạo tông sâm một đại đạo tôn từ từ khoanh chân ngồi trên pho tượng duy nhất còn tồn tại. sâm một đại đạo tôn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu pho tượng ngắm mắt lại. Tu minh rời đi, rời khỏi nhất đạo tôn, thân hình hắn hiện ra trong ngôi miếu rách nát. Tu minh không quay đầu nhìn pho tượng sau lưng, biểu tình bình tĩnh cất bước đi. hương thể Tu minh ra khỏi ngôi miếu bùm một tiếng, miếu thờ sau lưng quán như đi qua trăm vạn năm trở thành tro bụi sụp xuống. Điểm liên tiếp giữa nhất đạo tông và cổ tán quốc vào khoảnh khắc này đã biến mất, chỉ có một nguyên nhân làm cho nó biến mất, đó là nhất đạo tông đã không còn đủ khí vận để giữ cho ngôi miếu này tồn tại. Khi miếu nhất đạo tông biến mất, trong cổ tán quốc, hệ là tu sĩ đẳng cấp đại đạo tông đều có cảm ứng. Vài ngày sau, một đại đạo tông có được cảm ứng đích thân đi tới bên ngoài nhất đạo tông thấy ngôi miếu không tồn tại thì chuyển nhất đạo tông bị diệt tông lập tức truyền khắp cổ tán quốc việc này quá mức xung động với toàn bộ tông môn cổ tán quốc nhất đạo tông gần như là tông môn mạnh nhất trong bảy tông 13 môn dù là tu la môn nếu không có tu la đạo thần thì không thể đối kháng với nhất đạo tông nhưng dù là có tu la ở thì nhất đạo tông vẫn là để nhất tông dành đúng với thực dù sao tu la tồn tại chỉ là chứng nhiếp Tu La là đạo thần có địa vị siêu nhiên nhiều ý nghĩa khiến cho những người khác không dễ chọc. Nhưng nói đến huynh hoang bá đạo thì vẫn là nhất đạo tông. Nhưng hôm nay nhất đạo tông bị người ta diệt khí vận dù không biết trong tông môn ra sao. Nhưng khí vận tan biến thì chắc chắn nhất đạo tông đã gặp đại kiếp nạn rồi. Là ai diệt khí vận của nhất đạo tông? Bây giờ nhất đạo tông ra sao rồi? Từng thắc mắc nối tiếp nhau hiện ra trong lòng của mỗi cường giả tông môn theo tin khí vận nhất đạo tông bị diệt truyền khắp cổ tán quốc. Mọi người cảm thấy người có thể làm được điều này chỉ có ba cửu trọng đạo thần. Nhưng hôm nay tất cả tông môn biết là ba cửu trọng đạo thần ở hoàn thành cổ tán tỉnh tọa 2000 năm, hiếm khi ba cửu trọng đạo thần xuất hiện cùng lúc. Ba cửu trọng đạo thần này không rời khỏi hoàn thành nửa bước đã tỉnh tọa ngàn năm rồi. Vậy là người giết nhất đạo tông không phải ba cửu trọng đạo thần. Nói như vậy thì tu sĩ giết nhất đạo tông là ai? Nghi vấn này treo lơ lửng trên đầu của họ khiến cho người bốn đại đạo tông của tông môn khác tụ tập trước miếu nhất đạo tông đã tan biến. Thi triển thần thông gọi là minh vấn. Thần thông này cần hơn 10 đại đạo tông cùng nhau thi triển hỏi người chết trong nhất đạo tông. Những linh hồn này dù tan biến nhưng có thể hỏi xem là ai diệt khí vận của nhất đạo tông. Thuộc pháp này thi triển có thể nói tất cả tông môn trong cổ tán quốc đều chú ý. Chỉ có thức nguyệt tông, đạo hàng trong thức nguyệt tông nghe nói chuyện về nhất đạo tông, liền hiểu có liên quan đến tô minh thật nhiều tông môn chú ý, hơn 10 đại đạo tôn thi triển thuật pháp vài ngày sau. Bên ngoài miếu thượng nhất đạo tông hóa thành tro bụi, có vong hồn thứ nhất được gọi ra, chính là Xích Dương. Hồn Xích Dương xuất hiện khiến cho hơn 10 đại đạo tôn hoảng sợ, dù họ đã biết khí vận của nhất đạo tông tan biến, nhưng mà chưa từng nghĩ đến đại đạo tôn của nhất đạo tông sẽ chết. Bọn họ cảm thấy đám người Xích Dương bị phong ấn thì có khả năng hơn. Nhưng mà hôm nay Xích Dương xuất hiện, tim mười mấy người đại đạo tôn rất cái bịch hồn xích dương phát ra tiếng rít chối tay là Tam hoàng tử hắn phá quy tắc của đại đế hắn có lực lượng giết chết đại đạo tôn xích dương dần mơ hồ tan biến trong mắt của mọi người bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng cái tên tam hoàng tử làm tất cả tông môn nghĩ đến hình ảnh hơn hai ngàn năm trước theo lời hùng xích dương nói bọn họ hiểu rằng tam hoàng tử đã trở về đã có tu vi đại đạo tôn và còn có sức chiến đấu giết chết đại đạo tôn cung cấp bởi vì hắn có thể phá quy tắc của cổ tán đại đế bởi vì xích dương đã chết khi tôn môn nguyên cổ tán quốc vì cái tên tam hoàng tử mà chấn động thì lúc này bên ngoài đô thành cổ tán quốc trên đường đi tô minh mặc áo đen tóc tím tung bay từng bước một tới gần hoàng thành ba ngàn năm đã đến rồi tô minh còn nhớ sư phụ giống hệt như thiên tà tử nói cho hắn sau ba ngàn năm khi hắn đi tới cửa thành thì ông sẽ đứng chờ ở đó giải thích thắc mắc cuối cùng cho hắn. Đó là một buổi chiều, hoàng hôn rơi xuống mặt đất, bất giác tuyết rơi, tuyết lớp phức phủ lên mặt đất, phủ trùm thế giới trong mắt Tô Minh, nhưng mà không thể che đi đô thành trong thế giới kia, cũng không thể phủ lên một thân hình mặc áo tơi đứng ngoài cửa thành. Thân hình ấy cầm cây gậy gỗ, yên lặng đứng ngoài cửa thành, như đã chờ đợi mấy ngàn năm. Tô Minh từ xa nhìn thân hình ngoài cửa thành, như trở về ba ngàn năm trước, mới thức tỉnh trong thế giới này, trông thấy thiên tà tử. Chớp mắt ba ngàn năm đã qua, tu vi của tu minh khác đi, người hắn tăng thêm tăng thương, hình ảnh trong ký ức có chút rõ ràng, có chút mơ hồ. Tự như thế giới gió tuyết này làm cho mắt người nhòe đi, không thể thấy quá xa. Có đôi lúc chỉ thấy cái trước mắt, không quá xa cũng là một loại hạnh phúc rồi. Nếu thấy xa thì hạnh phúc cũng cách mình xa đến không gặp nữa. Tu Minh từng bước một đi trong gió, đón tuyết rơi, Tụi mình đi tới ngoài cửa thành, đứng trước thân hình mặc áo tơi, đội mũ. Người đến rồi. Thân hình mặc áo tơi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dưới cái nón. Khuôn mặt tôi minh rất quen thuộc, đó là thiên tà tử. Biểu tình hiền lành như trưởng bối nhìn vãn bối, đó là quan tâm, yêu thương từ tận đáy lòng. Tôi minh trưởng thành, dù hắn có cao đến tận trời, nhưng mà trong lòng thiên tà tử, thì hắn vẫn chỉ là đứa con nít dù tu Minh đã không cần ông bảo vệ, nhưng ông vẫn hy vọng che chở cho đứa trẻ này. tu Minh nhìn thiên tà tử mặc áo tơi, chắp tay cúi gập đầu, giọng khàn khàn. Sư phụ Sư phụ trước mắt bắt đầu từ đức man tộc cửu phong, đi cùng tu Minh cả đời, cùng hắn trong cổ tán quốc mãi cho đến bây giờ. Thiên tà tử mặc áo tơi hiền từ nhìn tu Minh, chậm rãi nói. Ba ngàn năm trước ta từng nói với ngươi, là ta sẽ tại đây chờ ngươi, giải thích thắc mắc cuối cùng cho ngươi. Ngươi đã nghĩ ra thắc mắc cuối cùng chưa? Mắt thiên tà tử sâu thẳm, bên trong ẩn chứa trí tuệ khó miêu tả. Tù Minh im lặng, thắc mắc cuối cùng này từ ba ngàn năm trước, hắn muốn biết thế giới này suốt cuộc là chỗ nào, là thiên địa trong người huyền tán, hay khi hắn đoạt xá cùng huyền tán thì diễn biến ra ký ức thuộc về y. Nhưng Tù Minh cứ đi tới, thắc mắc dần thay đổi, trở thành nghi vấn muốn biết làm sao rời khỏi thế giới này. Thời gian trôi qua, Tu Minh lại thay đổi thắc mắc. Hắn muốn biết là gặp từng khuôn mặt quen thuộc trong thế giới này có liên quan chút gì với những người trong ký ức của mình hay không? Từng thắc mắc nối tiếp nhau trong 3.000 năm qua. Mãi khi Tô Minh ở trong thế giới của Hạo Hạo, hắn lại thay đổi thắc mắc, trở thành tự hỏi cái gì mới là đạo của mình. Tô Minh không biết đạo của mình là cái gì, hắn muốn có được đáp án từ chỗ thiên tà tử. Nhưng khi thiên tà tử mở miệng hỏi, tôi minh nghiêm túc suy nghĩ hắn chợt phát hiện dường như đó không phải là thắc mắc hắn muốn được giải thích vì chính hắn cũng không biết thắc mắc cuối cùng là cái gì tôi minh chỉ có thể im lặng trong gió tuyết thiên tà tử ở ngoài cửa thành mặc áo tơi nhìn tôi minh biểu tình tràn ngập khổ sở tôi minh với bộ dạng này làm thiên tà tử rất buồn thiên tà tử nhỏ giọng nói không nhớ được sao tôi minh im lặng nhìn gió tuyết thật lâu sau hắn thở dài Tô Minh nhỏ giọng nói à, Đúng là không nhớ được Hoặc có lẽ có quá nhiều thắc mắc Đối đến thắc mắc cuối cùng thì Ta không tìm thấy Đã mất trong năm tháng Muốn đi tìm nhưng cách hư vô Không thể chạm vào Không thể thấu rõ Thiên tà tử mặc áo tươi yên lặng Một lúc sau chậm rãi nói Nếu không tìm thấy thì đừng tìm Không có thắc mắc cuối cùng Chưa chắc đã là chuyện xấu Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời gió tuyết, nhìn cửa thành sau lưng thiên tà tử. Thật lâu sau Tu Minh nhỏ giọng nói, Xin sư phụ, hãy chọn một cái cho ta. Thiên tà tử nhìn Tu Minh vẻ mặt càng trầm trọng. Nhất định phải cố chấp như vậy sao? Tu Minh nhỏ giọng nói, Đây là một cách đã định khúc chiếc mà thi lương. Nếu đã bước trên con đường này, thì tại sao không cố chấp? Thiên tà tử yên lặng, trong gió tuyết, hai sư đồ lặng im thật lâu. Mãi khi mặt trời xuống núi, gió tuyết phủ lên mặt đất trước một cái tường dày. Tóc của hai người một màu trắng như đã đậu bạc, càng tan thương hơn, cảm giác năm tháng càng nặng nề. Thật lâu sau giọng thiên tà tử vang lên. Dừng lại đi, đừng đi tiếp nữa, dừng tại đây. Khi người ngoái đầu lại sẽ thấy những khuôn mặt tồn tại trong trí nhớ bọn họ sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, chờ đợi ngươi. Quay đầu phàm trần, thành tiêu giao tiên, không để ý thật giả, không cố chấp con đường. Có đôi khi không lựa chọn hạnh phúc mới thực sự là hạnh phúc. Thanh âm truyền vào tay Tô Minh. Tô Minh yên lặng, từ từ quay đầu lại như quay đầu phàm trần nhìn sau lưng mình. Tô Minh ngoái đầu lại, thấy trong gió tuyết sau lưng mình xuất hiện Bạch Linh. Bạch Linh mặc áo choàng da, tính cách mạnh mẽ xinh đẹp cười nhìn hắn bên cạnh bạch linh là vũ huyên vũ huyên cười yêu kiều như xưa ánh mắt cố chấp hòa tan lòng tô minh tô minh nhìn mãi nhìn mãi bên tay quanh quẩn từng tiếng ca ca trong trí nhớ còn có thương lan cô trang nhã dịu dàng chờ đợi tô minh bao năm tháng dù có qua bao lâu cô vẫn sẽ chờ trong chờ đợi cô dần khiến tô minh trở thành duy nhất trong lòng mình hứa tuệ vẫn như cũ a công mỉm cười khuôn mặt tang thương hiền hòa chờ đợi tô minh lựa chọn khi tô minh chọn xong a công sẽ há môi đại sư huynh nhị sư huynh hổ tử tất cả khuôn mặt đều ở đó khi tô minh quay đầu lại bọn họ đập vào mắt của hắn nhưng không có hạt trục lông thiên tà tử mặc áo tươi khẳng giọng nói tiếp tục đi xuống chưa chắc bọn họ sẽ sống lại nếu không đi thì tại chỗ này ngươi quay đầu phàm trần thành tiêu giao tiên, bọn họ sẽ cùng ngươi. Tô Minh à, ngươi là đồ nhi của ta, ta không muốn khiến ngươi mệt mỏi như vậy. Đây là lựa chọn thích hợp nhất cho ngươi. Thiên tà tử nhìn bóng lưng tu Minh lúc quay đầu lại, vẻ mặt đau lòng. Như thiên tà tử đã nói, đường này khúc chiếc càng thê lưng. Ông không muốn Tô Minh đi tiếp, đi đến bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Thiên tà tử khẽ thử dài rồi nói ba ngàn năm dương bận, người có thể từ biệt quá khứ rồi. Giờ phút này quay đầu phạm trần, cần cố chấp, cần chỉ muốn đi tìm thật giả. Người hãy nhìn đê thiên, nhìn lôi thần, đừng để cuối cùng trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu chính mình. Trong tiếng thở dài ứng chứa cay đắng, thương hại, đau lòng. Thiên tà tử thấy cuộc đời của Tô Minh, cả đời này khúc chiếc mà thi lương, như cầu một chân Tu Minh trầm mặt, quay đầu lại thấy tất cả, tràn ngập ấm áp. Khuôn mặt trong ký ức khiến Tu Minh có một giây xúc động. Tu Minh muốn gật đầu, muốn nghỉ ngơi, ở lại đây, thành tiêu giao tiên, không quan tâm thực giả mà nắm lấy hạnh phúc dù nó là hư ảo. Tu Minh nhỏ giọng nói, Nơi này có rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng không có hạt trọc lông. Những người quen thuộc đều là bộ dạng trong ký ức của ta sống trong ký ức của ta thì họ vẫn còn là họ không? Bọn họ sẽ không suy nghĩ về tương lai, vì tất cả suy nghĩ đều bị ký ức của ta đắp nặng. Bọn họ như vậy là không có hồn. Khóc mắt Tô Minh chảy lệ, từng khuôn mặt trước mắt làm Tô Minh tim đau nhói. Tô Minh chậm rãi nghiêng đầu khi hắn quay đầu, trong gió tuyết trở thành màu đen. Thế giới sau lưng Tô Minh tối đen, bao gồm thành trì trước mặt, bao gồm thiên địa tất cả thành đêm đen màn đêm buông xuống như đại biểu lựa chọn của Tu Minh trở thành ám mà bóng tối không thể nhuộm như con đường của Tu Minh quay đầu phàm trần không lựa chọn trở thành tiêu giao tiên con đường dưới chân Tu Minh hoặc nên nói đó không phải là đường không phải là đạo của Tu Minh đó là một loại thái độ đã định lạnh băng mà cố chấp sống vì mình sống vì chân cũng sống vì người khác vì con đường này vì khiến khuôn mặt trong ký ức có hồn vì trong luân hồi không thiếu hạt trọc lông, vì tất cả khuôn mặt không chỉ biết mỉm cười mà sẽ linh động như trưởng duyên sinh diệt. Tụi minh lựa chọn quay đầu đi, không làm tiêu giao tiên mà đi tiếp. cho dù sau bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu một người, nhưng trên con đường khúc chiết mà thê lưng, cố chấp đi trên con đường lạnh băng, cầu ma, cầu là một cách, nó đã chú định khúc chiết mà thê lưng, ma là loại thái độ, hắn đã định lạnh băng mà cố chấp. Cầu ma là cuộc đời trong đêm tối. Trong bóng đêm, Tu Minh nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tơi đội mũ. Tu Minh chấp tay cúi gập đầu với Thiên Tà Tử, đứng thẳng dậy, không lên tiếng, lướt qua người ông. Tô Minh đi hướng thành trì trong đêm, từng bước một vững vàng. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tu Minh, trong bóng đêm nhỏ giọng nói: Ai đó đi vào sinh mệnh của ngươi, lại cho trận mệnh quyết định. Ai ở lại trong cuộc đời ngươi là tự chính ngươi quyết định. Nếu đã không thể thì đừng quên, khiến tất cả thành trống rỗng. Mọi thứ đã từng là đáng gia có được. Tô Minh, đồ nhi của ta, đây là lựa chọn của ngươi sao? Quay đầu phàm trần không làm tiếng, chỉ vì nó đại biểu cho mỗi khuôn mặt, đại biểu hồi ức, đại biểu chân thực, cố chấp, trưởng duyên sinh diệt. ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định ai ở lại trong cuộc đời ngươi là vận mệnh không thể quyết định chỉ có bản thân mình mới quyết định điều này nếu đã không thể quên thì đừng quên khiến tất cả thành trống rỗng khiến tất cả thành ánh chiều tà theo bóng đêm buông xuống mà tan biến không còn bóng dáng tụi mình lướt qua thiên tà tử đội mũ mặc áo tơi tựa như cuộc đời hắn từ đông đi hướng mùa xuân hoặc là mùa khác tụi mình đi đến cửa thành sau lưng đã không còn gió tuyết nữa tô minh đi vào trong thành sau lưng hắn có tiếng thiên tà tử khẽ khàng thở dài bên trong chất chứa thương hại phức tạp kiêu ngạo thương hại cuộc đời tô minh phức tạp sự lựa chọn của hắn kiêu ngạo con đường mà hắn đi tiếng thở dài xa dần cách tô minh ngày càng xa tô minh đi ra khỏi cửa thành bước vào đô thành cổ tán quốc tiếng thở dài sau lưng như bị thời gian ngăn cách không còn Tù mình không quay đầu lại, hắn đi trong đô thành, đi, đi mãi. Tù mình không cần biết phương hướng, bởi vì khi bước vào thành, hắn đã thấy hướng đi. Tù mình nhìn phương xa, có ba ngọn tháp cao đứng trong thành đô. Mỗi một tháp cao phần đỉnh có một người khoanh chân ngồi. Trên tháp chính giữa là một người mặc hoàng bào ngồi, khí vận đậm đặc dường như thiên địa, tang thương. Cổ Tán Quốc lấy người này làm trung tâm, giống như nơi người này ở chính là Cổ Tán Quốc nếu y không ở thì cổ tán quốc sẽ không còn gọi là cổ tán quốc nữa y là vua của cổ tán quốc là hoàng ngưng tủ khí vận nguyên cổ tán quốc bên cạnh y trên đỉnh ngọn tháp thứ ba có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi Trong người đàn ông này rất đẹp tràn ngập cảm giác yêu dị rất mãnh liệt đến nỗi thành hơi thở vòng quanh gã tô minh nhìn qua cảm thấy đó là thứ không hợp với thiên địa nhất dường như người này hoàn toàn không hợp với khí vận hoàn toàn không dung hợp, không dung thiên địa, không dung thương khung, không dung thế gian vạn vật chúng sinh. Bởi vì thiên địa cũng tốt, thương khung cũng vậy, chúng sinh vạn vật không có khả năng vượt qua gã vị đẳng cấp, bởi vì gã là người duy nhất sáng tạo trong thương mang. Gã có thể sáng tạo thiên địa, cho nên không thể nào dung nhập vào thiên địa. Gã có thể sáng tạo thương mang, thì cần gì hạ thấp thương phận dung hợp thương mang? gã có thể sáng tạo thay đổi vạn vật chúng sinh nên cần gì dung hòa nếu nói dung hòa thì nên là thiên địa thương khung vạn vật chúng sinh nên thử dung hợp với gã con đường gã ngưng tụ cực kỳ bá đạo gã chính là tu la trong ba tòa tháp cao chính giữa là đế hoàng thứ ba là tu la trên tháp cao thứ nhất có bóng người khoanh chân ngồi người đó đang nhìn tô minh người kia mang theo tăng thương năm tháng trôi qua dường như khoanh chân ở đây thật lâu rồi ngồi chờ tu minh rất lâu rồi. Người ấy không có ngưng tụ khí vận nguyên cổ tán quốc như đế hoàng, không có cái loại cực kỳ bá đạo ta chính là sáng thế giống tu la. Nhưng người kia tồn tại lại như có thể phân biệt ra thực giả, nhìn thấu hết thể hư ảo, thậm chí nhìn thấu hơi thở năm tháng khó hình dung. Hơi thở này cực kỳ trí tuệ, là trung điểm sinh mệnh có thể ngộ ra, là một con đường như hiểu ra khí vận, hiểu ra bá đạo, hiểu ra vạn vật, tất cả sinh mệnh trên đường này y vĩnh viễn không thấy hư ảo y nhìn thấy chân thực mà mình muốn thấy đó là cô hồng trong cổ tán quốc một trong ba cửu trọng đạo thần cô hồng hoặc nên nói ba người này đã không là cửu trọng đạo thần có lẽ bọn họ đã chém xuống đạo của mình thành tựu đạo nhai tu la chém xuống đạo của mình thành tựu đạo nhai trong hai ngàn năm qua cổ đế cũng chém khí vận của mình để trở thành đạo nhai cô hồng có thể quanh chân ngồi trên tháp cao chứng minh ông cũng chém lựa chọn rồi chém xuống không phải là thực sự chặt nó là cái loại quyết đoán lựa chọn không được quay đầu lại cũng không thể đúng chính là đúng sai chính là sai hai con đường có lẽ một con đường là đúng có lẽ hai cái đều sai một khi lựa chọn chính là suốt đời tụi mình ngừng bước đứng trên con đường đô thành cổ tán quốc chúng sinh vội vàng lướt qua người hắn tụi mình không nhìn bởi vì hắn biết dù có nhìn cũng không nhớ nổi gương mặt vậy thà rằng không xem tu minh chỉ nhìn cô hồng ngồi trên tháp cao thứ nhất ông lão cũng nhìn tu minh khóe môi từ từ cong lên thằng nhóc nhà ngươi lão phu đã đợi ngươi hai ngàn năm rồi giọng ông lão có chất chứa tiếng cười vang lên từ tháp cao quanh quẩn khắp đô thành truyền vào tai tu minh một câu đơn giản chứa ấm áp tu minh cảm nhận rõ rệt tim của hắn mềm mại cảm giác quan tâm này rất thực chân thực khiến tu minh sẽ nhớ suốt đời Tô Minh nhìn thân hình ngồi trên tháp cao phía xa, chắp tay cúi gập đầu. Đệ tử Tô Minh, bái kiến sư phụ. <cười> tiếng cười kia chất chứa tang thương, nhiều vui sướng lại vang lên. Ông lão đã biến mất trên tháp cao, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Bộ dạng của ông lão bây giờ vẫn như cũ, nhưng ít đi cái phần quái dị, thêm phần già nua. Ông lão nhìn Tô Minh, ánh mắt thoải mái. Ông lão nhìn kỹ Tô Minh, cất tiếng cười vang dội. <laughs> tốt, 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 không uống di sư đợi ngươi hai ngàn năm, lục tướng di sư từng hứa với ngươi sẽ để ngươi chính mặt thấy cuộc chiến của ta và hai cái lão bất tử này. Đây là lời hứa của di sư, nếu đã hứa thì phải làm được chứ, đừng nói chỉ là hai ngàn năm, dù là hai vạn năm, hai mươi vạn năm, thậm chí là hai vạn kỷ nguyên thì di sư sẽ luôn chờ đợi mà. Mặt của ông lão vốn có nhiều nếp nhăn, tiếng cười làm giảm bớt nếp gấp. Đi, ông lão vui vẻ cười to nắm tay phải của tu minh lắc người xuất hiện trên tháp cao lúc trước ông ngồi vị trí đỉnh tháp vốn chỉ có một người ngồi vì tu minh thấy ở tháp thứ hai thứ ba chỉ có vị trí đủ cho một người khoanh chân ngồi nhưng mà trên tòa tháp thứ nhất có chỗ cho hai người ngồi dư ra một chỗ là ông lão ngưng tụ trong hai ngàn năm qua hành động này rất đơn giản bình thường nhưng chỉ đơn giản là một chỗ ngồi lại làm tim tu minh rung lên chủ ngồi này ẩn chứa lòng yêu thương hiền lành của ông lão dành cho tu minh đó là chứng kiến không cần báo đáp là loại yêu thương như duyên của ông và tu minh như đạo mà họ chọn lựa con đường tương tự Nè hai lão bác tử kia chúng ta có thể đấu rồi đồ như của lão tử đã trở lại rồi nè <laughs> ông lão cười to thanh âm lộ ra không đáng tin khiến tu minh thấy quen thuộc thân thiết nghe thanh âm tu la lập tức mở mắt ra trong mắt lóe tia sáng Bộ dạng của Tu La thay đổi, hơi thở khác với trước kia. Trong ánh mắt chất chứa tình cảm khiến người ta nhận ra gã không còn là tu sĩ. Vì một tu sĩ thà dùng cách phong ấn tranh đấu hai ngàn năm, cô Hồng, đạo của ngươi vẫn luôn khiến cho người ta chán ghét mà. Ông lão trận trắng mắt, hư lạnh, đấu võ mồm. Nói nhảm hả? Đồ như của lão tử là của lão tử, không phải của ngươi nên đương nhiên phải chú ý rồi. Nếu lão tử không để ý thì còn ai quan tâm đây? trông chờ vào cái lão bất tử chơi thuật khí giận hay sao thân hình khoanh chân ở trên ngọn tháp chính giữa đế hoàng của cổ tán quốc chậm rãi mở mắt ra nhìn tô minh vẻ mặt không thay đổi nhiều cảm xúc chỉ có tiếng thở dài văng vẳng huyền nhi tô minh nhìn đế hoàng của cổ tán quốc im lặng một lúc sau chậm rãi nói ta tên là tô minh đế hoàng của cổ tán quốc khoanh chân ngồi trên tháp chính giữa cũng im lặng một lúc sau thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên khắp thiên địa còn nhớ câu chuyện đưa con rời khỏi nhà không con ngươi tu minh coi rút nhìn kỹ đế hoàng của cổ tán quốc hắn nhớ đến trong đêm tối ba ngàn năm trước trong một quán mì thấy một ông lão cần gì tiếp tục mờ mịt ta không bất ngờ ngươi được cô hồng chọn làm đệ tử bởi vì đạo của ngươi giống như hắn vậy nhưng bây giờ cô hồng đã chém xuống lựa chọn rồi sao ngươi còn chưa tỉnh lại? Thức tỉnh đi, huyền nhi của ta. Khi tỉnh lại, ngươi chính là vua của cổ tán quốc này. Khi tỉnh lại, khí giận nguyên cổ tán quốc này sẽ ngưng tụ trên người của ngươi. Ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất ngưng tụ khí giận của Trẩm và đạo của cô Hồng. Ngươi sẽ là đạo nhai thực sự. Đế hoàng của cổ tán quốc chậm rãi đứng dậy, nhìn tu minh. Giọng y như thanh âm thiên địa quanh quẩn, tất cả sinh mệnh trong đô thành tinh thần rung lên, lập tức quỳ lại. Không chỉ là bọn họ, tông môn bốn phương tám hướng, toàn bộ tu sĩ trong cổ tán quốc chớp mắt cùng lại. Bái hướng nơi này, bái khí vận cổ tán quốc. Bầu trời thay đổi hỗn độn, đất nổi sương mù như trở thành thương mang. Tất cả trong chớp mắt lấy thân hình kia làm trung tâm. Ông lão đứng cạnh tu minh, nhìn thiên địa thay đổi, nhỏ giọng nói. Đây chính là đạo của hắn, chứ không phải đạo của ta. Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai. Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên. Trong khi đế hoàng của cổ tán quốc khí chất ngập trời, toàn cổ tán quốc bái lại, thì giọng của tu la như có lực lượng xuyên thấu thiên địa, đập nát mọi hỗn độn vang lên. Nếu đã kéo dài hai ngàn năm, cô Hồng, đệ tử của người đã đến, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tu la đứng dậy từ tòa tháp thứ ba, Ngang hàng với đế hoàng của cổ tán quốc trương đạo nhai không cần ra tay nếu bài chúng ta đánh nhau thì cổ táng quốc không tồn tại cũng không cần luận đạo một chữ đạo bài chúng ta cực kỳ vững tin có thảo luận thế nào cũng không có tác dụng gì giống như hai ngàn năm qua chúng ta nhiều lần luận đạo kết quả như cũ thôi cô hồng bình tĩnh nhìn hai người đứng ở trên đỉnh cổ tán quốc tu là muốn chứng là đạo của bản thân ngươi mới là đạo nhai thật sự Đế hoàng thì không phải chủ động Bởi vì truyền thừa y bác của cổ tăng đại đế Cổ tăng đại đế giống không cần Chúng ta lý luận nhai của người là thật hay là giả Còn lão phu đúng là muốn biết Đời này tu đạo Giờ đạt trên cảnh giới là trăng trong nước Hoa trong gương hay là dần trăng trên cao Cùng với lời nói của ông lão vang vọng tu minh đứng bên cạnh biểu tình bình tĩnh Nhìn chuyện diễn ra tu minh biết đây là thịnh điển khó có được Quan sát thịnh điển này là tạo hóa với hắn Tu La yên lặng một lúc, khóe môi công lên cười nhạt, giọng không chút cảm xúc, chậm rãi nói. Làm sao chứng? Ông lão lặng im lên tiếng. Người giống có thể lựa chọn, nhưng mà cố ý bỏ qua mà chọn chiến thắng lão phu và đế hoàng để chứng minh đạo gia của bản thân mình. Người cần gì biết rõ còn cố hỏi làm gì? Biểu tình của ông lão đầy quyết đoán. Ông lão dứt lời, đế hoàng của cổ tán quốc vụt ngẩng đầu nhìn ông, một lúc sau, người đàn ông trung niên đế hoàng của cổ tán quốc nở nụ cười, nói <cười> Người đàn nói đến cổ tán thiên sao? Cổ tán thiên? Mắt tu la lóe sáng, lặng im một lúc, vùng tay áo Cũng tốt, cổ tán 33 thiên Năm đó cổ tán đại đế đạp qua 32 thiên thành tựu đạo nhai Nghe nói thiên cuối cùng nếu không có lực lượng vượt qua đạo nhai thì không thể đạp Trên 30 tầng không có lực lượng đạo nhai thì không thể đạp cổ tán thiên nếu hai ngươi đã lựa chọn thì lão phu đi theo vậy giọng tu la vang vọng tỏ rõ sự cố chấp quyết đoán đúng là tu la cố ý bỏ qua cổ tán thiên muốn chiến thắng đế hoàng của cổ tán quốc cô hồng trở thành người số một trong cổ tán quốc này để chứng minh đạo của mình nhưng hôm nay vẫn chọn con đường đó nếu không phải đạo nhai thì không thể bước lên con đường đó đây không phải là lựa chọn ban đầu của tu la bởi vì gã để ý là thắng thua nhưng hiện tại là con đường duy nhất Ông lão giơ tay phải lên chụp hướng bầu trời, trên bầu trời ầm vang, từng mây cuồn cuộn như thành biển gầm, sóng thét gào phủ lên cả khung trời cổ tán quốc. Vậy lão phu sẽ lấy tu di của mình mở ra khung trời. Lời của ông lão vang vọng, bầu trời ầm vang, trong từng mây cuồn cuộn trời như vỡ ra, khe nước đầy rẫy dường như sắp nối với thế giới cổ xưa. Cùng lúc đó, giọng tu la vang lên. Tay phải của tu la ứng xuống, mặt đất cổ tán quốc rung rinh, khối bốc lên, khối sinh ra từ bốn phương tám hướng ẩn chứa hơi thở chết chóc đậm đặc đây là oán khí của những người chết bao năm qua lúc này dạt ra vọt hướng đô thành vào tay phải của tu la trên tháp cao chính giữa đế hoàng của cổ tán quốc thở dài giơ hai tay lên trời như chống trời đế hoàng của cổ tán quốc thì thào căn nguyên cổ tán vốn ở ngoài ba mươi thiên dùng vận mệnh cổ tán quốc trẫm là hoàng đế cổ tán mở cổ tán thông thiên dứt lời hai tay chống trời xé ra thiên địa ầm vang tiếng nổ vang vọng bát phương kinh thiên động địa một cái vòng xoáy bàn bạc hình thành khi bầu trời bị xé ra vòng xoáy xuất hiện từng mây mù lúc trước bị ông lão khuất động biến thành màu trắng bị cuốn vào trong vòng xoáy cùng lúc đó oán khí tử vong dưới đất cũng lao nhanh lên trời dung nhập vào vòng xoáy hóa thành màu đen trong một giây cả thiên địa chỉ còn lại hai màu đen trắng không có bầu trời không có mặt đất chỉ có vòng xoáy bàn bạc to lớn khó tả chỉ cần ba người và tu minh ngẩng đầu lên là thấy vòng xoáy một nửa là màu đen một nửa là trắng xoay tròn như hóa thành trận pháp to lớn nhưng đó không phải là trận pháp đó là cổ tán thiên tiếng động không ngừng quanh quẩn bốn phương tám hướng tu la ngửa đầu phát ra tiếng gầm cất bước lao hướng vòng xoáy trắng đen lão phu là người thứ nhất đạp cổ tán thiên chứng cho chứng đạo nhai của ta Lời nói còn vang vọng người đã hóa thành cầu vồng tới gần vòng xoáy trắng đen trên bầu trời. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ tán quốc hay là ông lão hoặc tô minh đều nhìn chăm chăm cái vòng xoáy trắng đen vào bóng dáng tu la. Giọng tu la vang lên. Tầng thứ nhất! Tu la xuyên qua vòng xoáy trắng đen sông lên trên, tiếng nổ kinh trời. Tụi mình thấy đằng sau vòng xoáy trắng đen rõ ràng có 33 tầng, như là cái tên của nó vậy hoặc nên nói là 33 cái vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 9 tu la thế như trẻ tre, cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng, bóng dáng gã liên tục xuyên thấu, làm tiếng nổ vô tận. Tầng 12 Giọng tu la truyền đến từ phương xa, tụi mình thấy bóng dáng tu la đã mơ hồ, nhưng tốc độ của gã không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Bóng dáng kia mang theo cố chấp, khát vọng, vững tin vào đạo nhai, điên cuồng muốn chứng minh giọng tu la lại vang lên tầng hai mươi tiếng nổ vang lên do tu la xuyên thú vòng xoáy trắng đen mà tạo thành mỗi lần vang tiếng nổ sẽ khiến thế giới run rẩy loại cổ tán thiên này có thể nói là nguyên cổ tán quốc chỉ có ba người có tư cách bước vào người khác không có tư cách nhìn dù gì bây giờ cổ tán quốc hỗn độn nếu không phải tu minh ở bên ông lão thì cũng khó thấy cổ tán thiên này tiếng nổ càng mãnh liệt hơn giọng tu la khuất tán trong thiên địa Trần thứ 26 Tụi mình rất khó nhìn thấy bóng dáng tu la Một mảnh mơ hồ Nhưng mà tụi mình không từ bỏ Hít sâu, vận chuyển tu vi toàn thân Ngưng tụ vào đôi mắt Con mắt thứ ba trên trán mở ra Tụi mình thi triển hết bát trọng đại đạo tung Nhưng dù là như vậy Vẫn chỉ trông thấy ảo ảnh Tụi mình càng chú ý vòng xoáy trắng đen bàn bạc Thì trong mắt chậm rãi lóe tia sáng kỳ lạ Tụi mình hít thở dồn dập Con người co rút Tại sao dòng xoáy này khiến ta cảm thấy quen thuộc vậy? Đó là hơi thở. Tu Minh thở gấp, lòng có đáp án nhưng lại do dự. Bỗng giọng tu la vang vọng ra từ cái vòng xoáy trắng đen. Tầng thứ 29, cổ hồng, cổ đế, các người hãy nhìn cho kỹ đi, xem lão phu có thể bước lên 30 tầng hay không. Dù là ông lão hay đế hoàng của cổ tán quốc đều nhìn chăm chú vào, tu Minh không thấy được nhiều, chỉ trông thấy cái bóng nhưng đủ để hắn nhìn ra tu la có thành công hay không. Tiếng nổ càng điên cuồng vang lên, thanh âm ngập trời, cuốn động vòng xoáy, khuấy động hư vô. Tiếng nổ mạnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Tu la thở dài, đế hoàng của cổ thắng quốc chậm rãi thu lại tầm mắt, nhưng trong đáy mắt lộ ra kiên quyết. Trong vòng xoáy trắng đen truyền ra tiếng hét thê lương. Không thể nào, đạo của ta đã bước vào đỉnh rồi, tu vi của ta đã đến cực hạn, đường của ta đã đi đến tận cùng Tại sao vẫn không thể đạp lên ba mươi thiên Đó là giọng của Tu La Trong thanh âm chất chứa không cam lùng, điên cuồng Thanh âm vang lên, tiếng nổ lại mãnh liệt hơn Đó là tiếng gầm rú khi Tu La liên tục thử muốn bước vào ba mươi thiên Tiếng nổ kéo dài bảy ngày bảy đêm Tu La điên cuồng không chút gián đoạn Thanh âm thê lương đôi khi không cam lùng, cười, rơi vào tay Tu Minh Mãi đến ngày thứ tám không còn tiếng vang, tu la chậm rãi từ trong vòng xoáy trắng đen bàn bạc giáng xuống tu la hoàn toàn biến đổi tràn ngập cảm giác dạ nua mặt tái nhợt cây đắng xuất hiện trong vòng xoáy tu la nhìn hướng ông lão ta chưa từng bước vào đảo nhai đảo nhai đảo nhai cái gì là đảo nhai ông lão yên lặng một lúc sau nhẹ giọng nói xin có nhai biết nhai luân hồi bao nhiêu đảo nhai khi ông lão thúc lời, Tu La đã đáp xuống. Đế hoàng của cổ tán quốc ngẩng đầu, giọng đế hoàng cổ tán quốc bình tĩnh vang lên. Nếu cổ tán thiên đã mở ra, thì trẫm cũng thử xem. Đế hoàng của cổ tán quốc vùng tay áo phải bay lên, khí vận nguyên cổ tán quốc vòng quanh y trở thành mông lung, lao hướng vòng xoáy trắng đen. Giờ phút này, dù là đế hoàng của cổ tán quốc xông hướng vòng xoáy trắng đen cũng tốt, Tù la cây đắng cũng vậy hay là ông lão đều không chú ý thấy tu minh nhìn chầm chầm vòng xoáy mà biến đổi sắc mặt trong lòng dậy sống trong lòng tu minh thì thào thanh âm khiến hắn hít thở dồn dập hơi thở quen thuộc này là của hạt trọc lông hơi thở rất nhạt nhưng dù có nhạt hơn thì tu minh tuyệt đối không quên bởi vì trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của hạt trọc lông ra còn có hơi thở khổng lồ khác tựa như đối lập làm tu minh chẳng những cảm nhận được hạt trọc lông còn cảm nhận chủ nhân của hơi thở khổng lồ. Đó là huyền tán. Hơi thở huyền tán khoanh chân ngồi trên la bàn trong thương mang. Cổ tháng thiên, 33 thiên, đối với bọn họ là con đường thành tựu đảo nhai, còn đối với ta là con đường trời khỏi thế giới này. Quay về thương mang, mở mắt ra, đi lên 33 thiên. Bước ra một bước cuối cùng là ta có thể thức tỉnh, cuộc đoạt xá này sẽ kết thúc. Tinh thần tu minh rung động Trong lòng hiểu ra dần khắc sâu như dấu ấn Đây là con đường của ta Trong mắt tu minh dừng lộ ra cố chấp Giờ phút này đế hoàng của cổ tán quốc Đã biến mất trong vòng xoáy trắng đen Một đường phát ra tiếng nổ lao nhanh Trong khoảnh khắc đế hoàng của cổ tán quốc Đã bước lên 20 tầng thiên Đế hoàng của cổ tán quốc Không giống như tu la nói ra từng câu Mà một đường im lặng tiến lên Đến 20 tầng, 23 tầng, 24 tầng, cho đến khi đế hoàng của cổ tán quốc đạp lên 29 tầng mới tạm dừng. Giờ phút này Tu La nhìn chầm chầm vào cái vòng xoáy trắng đen, lòng cực kỳ phức tạp. Nói thật, lòng Tu La không hy vọng đối phương thành công, nhưng gã dạ muốn biết cái gì là đạo nhai. Chỉ khi có người đạt đến mới giải thích nghi hoặc cho Tu La. Ông lão từ đầu đến cuối, biểu tình không thay đổi. Tiếc núi cũng tốt, mong chờ cũng vậy, dường như không quá mãnh liệt. Lúc này ông lão chỉ ngẩng đầu lên nhìn, Đế hoàng của cổ tán quốc chỉ tạm dừng mấy giây, lập tức lao lên 30 thiên. Một khi bước lên 30 thiên là đế hoàng của cổ tán quốc, chứng minh y trở thành đạo nhai. Liên tục vang tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng va chạm giống như tu la, là tiếng nổ bị ngăn cản khi thử bước vào 30 thiên. Thanh âm kéo dài 15 phút sau thì tan biến. Không giống như tu la không cam lòng mà thử 7 ngày 7 đêm. Đế hoàng của cổ tán quốc này chỉ thử có 9 lần, chín lần mất mười lăm phút đế hoàng của cổ tán quốc không thành công bước vào thứ ba mươi thiên đế hoàng của cổ tán quốc từ bỏ chậm rãi đáp xuống ra khỏi vòng xoáy rắn đen không thấy đế hoàng của cổ tán quốc có vẻ gì cay đắng không ủ rũ, chỉ khó tránh khỏi tiếc núi. đế hoàng của cổ tán quốc đáp xuống tháp cao nhỏ giọng nói trẫm chưa đạt tư đậu nhai xem ra vẫn không thể hoàn toàn chém đứt khí giận rồi dù có tiếc nuối nhưng xem như tiêu sái có lẽ người càng cố chấp thì đối mặt thất bại càng chịu áp lực nặng nề. Như đế hoàng của cổ tán quốc không quá để ý đạo nhai, ngược lại cầm được thì buông được. Còn Tu La, vào lúc gã thất bại thì cũng mất tâm như lạc đường, trong quá trình tầm đạo cực đoan đi xa, quay đầu lại đã không biết phương hướng. Còn ông lão cô Hồng thì yên lặng, một lúc sau quay đầu nhìn Tu Minh rồi nói Hai chị này đã thử rồi thì lão phu cũng thử xem, xem coi chém xuống đạo này là thật hay là giả. Tô Minh nhìn ông lão. Di sư dò đường cho ngươi, nếu di sư là chân thì ngươi phải ở lại đây. Nếu di sư chọn sai thì chuyện lúc trước ta hứa với ngươi sẽ không thay đổi. Ông lão nhìn chầm chầm Tô Minh, lỗ nụ cười hiền hòa, xoay người. Lắc một cái, hóa thành cầu vòng xé gió lao hướng cái vòng xoáy trắng đen bàn bạc trên bầu trời. Tô Minh nhìn bóng lưng ông lão, lời nói của ông trước khi đi làm Tô Minh nhớ tới lúc xưa trong sân. Ông lão mở cửa nhà chờ đợi hắn bái sư. Tôi mình nhớ đến lời ông lão đã từng nói Ta sẽ chứng minh đạo của ngươi Nếu ngươi sai thì phải truyền thừa y bác của lão phu Nếu lão phu sai thì sẽ giúp ngươi rời khỏi đây Câu nói kia còn quanh quẩn bên tay Trên bầu trời tiếng nổ không dứt Ông lão hóa thành cầu vòng Xông vào cái vòng xoáy trắng đen Một đường âm âm từng từng trời không ngừng vỡ nát Đế hoàng của cổ tán quốc ngưỡng đầu Nhìn trong cái vòng xoáy trắng đen tu la cũng yên lặng nhìn Cô Hồng hơi khác với hai người vì đạo của ông ta không có giới hạn khí vận, không có bá cực như Tu La. Đó là một loại chân giả tồn tại trong thế giới, là đạo mà họ từng không hiểu, bây giờ xem ra vẫn không hiểu nổi. Đạo này thực giả, chân thì mọi thứ là chân, giả thì luôn là hư ảo. Giờ phút này ông lão xông vào trong cái vòng xoáy trắng đen, kiểm chứng bắt đầu. Tiếng nổ không dứt, ông lão một đường xông lên 20 tầng thiên, rồi 23 tầng, 26 tầng, 29 tầng, Tại đây ông lão không chút dừng lại, tiếp tục xông vào 30 tầng thiên. Giờ phút này đế hoàng của cổ thắng quốc cũng tốt, tu la cũng vậy, đều tập trung chú ý. Tô Minh thì con người coi rút nhìn chầm chầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa thậm chí là chưa từng có từ khi vòng xoáy trắng đen xuất hiện bỗng vang lên, quanh quẩn thiên địa, quanh quẩn bát phương, quanh quẩn cả thế giới, quanh quẩn hư vô khung trời. 30 thiên, Tu la lão đảo lùi lại mấy bước, bỗng cười to, nụ cười cay đắng tràn ngập không cam lòng. Trong vòng xoáy trắng đen, ông lão đã bước vào 30 tầng thiên. Bước vào 30 thiên, đại biểu tu vi đã thành đạo nhai. Giờ phút này không những tu la chua xót, đế hoàng của cổ tán quốc cũng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen, hít thở dồn dập. Đầu óc tu minh ù vang, hít sâu nhìn bóng dáng của ông lão trong vòng xoáy trắng đen. Mơ hồ thấy lão tạm dừng ở 30 thiên, không biết suy nghĩ điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt mấy tiếng đồng hồ qua đi. Ông lão đứng ở 30 thiên nhất chân, tiếng nổ lại tràn ngập kinh trời. Ông đứng ở 31 thiên, giọng ông lão vọng ra từ 31 thiên. Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tiếng thì thào kia không có vui sướng khi chứng đạo thành công mà lộ ra cây đắng như tiếng thở dài. Tu La khó hiểu, đế hoàng của cổ tán quốc do dự tiếng cười của ông lão càng vang dội thì ra mọi thứ là như vậy <laughs> cây đắng hóa thành gần như điên cuồng trong một giây ông lão nhìn thấy điều gì đó hiểu rõ cái gì nhưng dù sao thì cây đắng điên cuồng trong tiếng cười kia khiến người nghe thấy bất giác bi thương tu la vội hỏi câu hồng người trông thấy cái gì thanh âm truyền vào trong vòng xoáy trắng đen ông lão cười càng điên cuồng <laughs> Ta nhìn thấy thế giới các vương không thấy Cũng không tưởng tượng được Tô Minh à, ngươi đã đúng rồi Đạo của ngươi đúng, lão phu sai rồi Bởi vì con đường này đối với lão phu chúng không có đúng Cái gì là thế giới, cái gì là hư vô Cái gì là thật giả, cái gì là luân hồi Sai, đúng, thì ra là như vậy Ông lão cúi đầu, ánh mắt xuyên qua 31 thiên nhìn Tô Minh, tu minh cảm nhận được ánh mắt đó cảm giác bên trong có bi thương và quyết biệt cảm giác sinh tử đó như sắp chia lìa hai thế giới tinh thần tu minh rung lên bản năng lên tiếng sư phụ giọng ông lão chậm rãi vang lên ngươi đã đúng rồi nhưng ta vẫn hy vọng nếu nhiều năm sau ngươi còn nhớ trong thế giới hư ảo vì cái cuộc đoạt xá mà xuất hiện này còn có một sư phụ thanh âm kia không còn cây đắng mà là buông tiếng thở dài như đang than thở thế giới thở dài cuộc đời mình đạo nhai niệm biên nhưng nếu ta không tìm kiếm nhai không phóng thích biên khiến tất cả đảo ngược hết thể trở về ban đầu nhưng nghịch đạo của ta tù minh ta sẽ biến ngươi thành cứu trọng đảo thần trợ giúp ngươi phá tan 33 thiên hư ảo này giúp ngươi chiến thắng cuộc đoạt xá này giúp ngươi quay về nhà dứt lời ông lão cười điên cuồng người phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi 33 thiên. Khoảnh khắc ngưng tụ thành cầu vòng từ 31 thiên bắn xuống, xuyên thấu vòng xoáy trắng đen lao hướng Tô Minh. Tô Minh bản năng muốn né tránh, hắn hiểu chuyện sắp xảy ra, nhưng thân thể chưa kịp né tránh thì cầu vòng đã xuyên qua hư vô, xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, nhập vào con mắt thứ ba trên trán. Bởi vì ngươi là đệ tử của ta, đệ tử duy nhất, nếu gì sư đã sai thì phải khiến đồ nhi của ta phải đúng. Ta nguyện dùng cách này khiến đạo trường tồn, đầu óc tu minh ù vang cầu vồng rơi vào trán của hắn trong não tu minh quanh quẩn thanh âm tang thương hiền lành của đạo nhai mắt tu minh chảy lệ nghịch đạo của mình tán nhai của mình cam nguyện thành toàn cửu trọng đạo thần cho đệ tử của mình đây là cô hồng cả đời cô độc như lông chim lại vì cái cúi đầu năm xưa của tu minh mà trả giá tất cả là sư phụ của hắn cô hồng hết tập hai trăm sáu mươi ba của bộ truyện cầu ma xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latte diu